Giữa lúc cả nước đang sôi sục với các đại án tham nhũng, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỗng năng nổ xuất hiện như vì sao sáng trên các phương tiện truyền thông. Ông liên tục ra những chỉ đạo trên mọi lĩnh vực, bất kể có thuộc chức trách nhiệm vụ của mình hay không, từ tham nhũng, giao thông, y tế, giáo dục. Đặc biệt, lần nào ông cũng hô hào rất to sẽ tuyên chiến với tham nhũng, cần phải quyết liệt, cần phải kiểm tra, xử lý nghiêm minh cán bộ bao che cho buôn lậu, sản xuất hàng giả. Với khẩu khí tưng bừng, tưởng đâu ông sẽ lăn xả ngay vào trận chiến với giặc nội xâm, té ra chỉ là ngôn ngữ kiểu chèo đò qua sông rồi bỏ lái. Hiệu quả từ khẩu hiệu chống tham nhũng của ông Phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy từ khi ông làm phó thủ tướng cho đến nay đã bảo hộ vững chắc cho cả dòng họ tranh giành được vô số các mảnh đất vàng, những hợp đồng và cơ hội làm ăn béo bở, từ đó gây dựng nên đế chế gia đình với khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngoài căn nhà nho nhỏ ở số 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng, được ông trưng ra làm bình phong cho thiên hạ thấy rằng mình thanh cao, còn vô số căn biệt thự khác như căn villa số E9 rộng 373 m² tại khu du lịch Ocean Villa, biệt thự Vincom Villa 04/29 Hoa Sữa Hà Nội, căn hộ số 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ Ruby Sài Gòn Pier thì ông đều cho người nhà đứng tên. Nhà thờ họ ở số 49 Phan Kế Bính, Đà Nẵng được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ quý, điêu khắc, chạm trổ tinh vi, lại được trùng tu thường xuyên để đảm bảo cho sự tiến thân trong sự nghiệp của ông. Hàng loạt các tài khoản chìm trong ngân hàng, tập đoàn đều được Nguyễn Xuân Phúc ém nhẹm bằng nhiều hình thức. Sau thời gian dài đâm chém trên cái ghế Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông anh ruột Nguyễn Xuân Phúc lại được cậu em là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chống lưng để vơ vét trong lĩnh vực xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Quốc Dũng, ngụ tại 198 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chính là nơi để vợ chồng ông Dũng vươn vòi bạch tuộc, hốt các dự án màu mỡ tại mảnh đất miền Trung này. Nhưng dù sao, con cái vẫn được tin tưởng hơn là anh em. Vợ chồng cô con gái rượu Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, và chàng rể Vũ Chí Hùng, sinh năm 1979, mới chính là những kẻ được Nguyễn Xuân Phúc chọn mặt gửi vàng. Vũ Chí Hùng thuộc diện gia đình chính sách, được hưởng ưu đãi của chế độ nên được nhà nước cho đi du học nước ngoài tại Mỹ từ năm 1997 đến năm 2003, tại Anh từ năm 2003 đến năm 2007. Khi về nước, Hùng lận đận làm nhân viên quèn tại công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Vận mệnh đổi thay khi năm 2008, Hùng chinh phục được Nguyễn Thị Xuân Trang, ái nữ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và được kết nạp vào Đảng. Từ đây, cuộc đời của Hùng bước sang trang mới. Dưới sự phân công và bảo trợ của bố vợ, Hùng được cắm ngay vào mảnh đất màu mỡ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC với chức danh là Phó phòng Quản lý vốn và Đầu tư Tài chính Ban Tài chính. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, tỷ lệ thuận với khối tài sản mà Vũ Chí Hùng đem về cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thực hiện định hướng của bố vợ và sự bảo trợ của các đại gia được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ định. Từ khi về nước cho đến nay, Vũ Chí Hùng đã thay mặt Phó Thủ tướng thực hiện hàng loạt các phi vụ thâu tóm, đầu cơ tài chính. Từ năm 2007 đến nay, với vai trò nắm tài chính của PTSC, Vũ Chí Hùng đã lách được 46,69 tỷ đồng từ công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ. Trong đó, Hùng gửi gắm ông Trần Công Tấn, em vợ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng tên 36,69 tỷ đồng và tặng riêng cho bố ruột là ông Vũ Chí Kiên số tiền 10 tỷ đồng. Năm 2010, trên quê nhà Quảng Nam của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chàng rể Vũ Chí Hùng thâu tóm được dự án khu phố chợ Điện Nam Trung, khu đô thị Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Trên danh nghĩa hợp tác với đối tác ma, mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn MTP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Pháp do ông Trần Công Tuấn, cũng là em vợ của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng tên với tổng số vốn là 79,65 tỷ đồng. Năm 2013, Vũ Chí Hùng cùng tay trong Nguyễn Văn Hoan, PTSC, mở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tư vấn đầu tư HNH do Vũ Ái Hương, em ruột của Hùng đứng tên. Ngay sau đó, thâu tóm 30% cổ phần công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Hưng và thực hiện hàng loạt dự án ma nhằm hút tiền từ PTSC. Từ năm 2013 đến nay, vợ chồng Vũ Chí Hùng, Nguyễn Xuân Trang tiếp tục mở hàng loạt các công ty nhằm hứng dự án và đầu cơ, công ty cổ phần khoáng sản Bắc Trung Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối SNB, nhà hàng Sen Đông Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2014, Vũ Chí Hùng tiếp tục được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm vào Bộ Tài chính với chức danh là Phó Vụ trưởng,
vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế, một nơi mà ai cũng biết là cực kỳ béo bở khi có đủ cả quyền lẫn tiền. Sau 8 năm lập thân vào nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng đang sở hữu giúp bố vợ những khối bất động sản 1.600 m² tại thành phố Hồ Chí Minh, 600 m² tại quận 2 và 1.000 m² tại quận 9. Biệt thự Vincom Villa 04/29 Hoa Sữa, rộng 340 m² tại Long Biên, Hà Nội, theo giấy tờ là do ông Nguyễn Xuân Phúc tặng. Nhà mặt tiền tại số 29A Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ rộng 260 m² tại chung cư 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng do ông Phúc tặng theo giấy tờ. Căn hộ 1A 12/5, khu phố Garden Shop, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ chung cư Ruby Sài Gòn Pier, thành phố Hồ Chí Minh, do ông em vợ Phó Thủ tướng là ông Trần Công Tấn đứng tên giúp. Căn hộ số W511, khu căn hộ Garden Westlake tại số 162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, rộng 218 m². Căn hộ rộng 180 m² tại chung cư Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội. Căn hộ rộng 127 m² tại Park Sơn Hùng Vương, 126 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mặt tiền tại khu đất Kim Cương 29A Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu, Lý Nhã Kỳ cũng nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà có được một căn để mở shop trang sức trên cùng con đường này. Chỉ tính riêng căn biệt thự Vincom Villa và căn hộ tại chung cư số 59 Ngô Tất Tố mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm chàng rể đã có trị giá trên giấy là trên 30 tỷ đồng. Số tiền lớn khổng lồ đó ở đâu mà ra, với sự liêm khiết mà ông Thủ tướng thường rêu rao? Chỉ nói riêng về cổ phiếu, theo bản khai, Vũ Chí Hùng chỉ khai có 9 tỷ đồng. Chắc là anh ta quên mất tài khoản số 045C105986 tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí, trị giá 20,89 tỷ đồng và 22,6 tỷ đồng. 321.800 cổ phiếu tại công ty cổ phần nước khoáng Đa Cai. Chưa kể 3 căn hộ siêu sang mà Hùng cũng quên khai báo, cũng như khoản tiền 28,67 tỷ đồng đang nằm ở Ocean Bank. Thật quá sức tưởng tượng, từ hai bàn tay trắng khi về nước, chỉ sau 8 năm làm rể của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng đã vơ vét được khối tài sản có trị giá chí ít là 500 tỷ đồng. Mà đấy mới chỉ là chàng rể, chưa kể các quan hệ mật thiết khác của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chẳng trách thiên hạ bàn tán xôn xao là ngài Phó Thủ tướng chịu chi, sẵn sàng bỏ tiền tỷ để chạy phiếu tín nhiệm. Trong khi nước ta còn nghèo, biết bao gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng đang không có một căn nhà ra hồn để ở, thì người làm quan như ông Phúc lại ra sức chống lưng cho người nhà bòn rút của cải đất nước để làm giàu cho gia tộc. Hóa ra, bấy lâu, dân ta và các đồng chí của ông ta bị lừa bởi hành động của ông trái ngược hẳn với những gì mà ông ta đang hô hào đầy khí thế trong các hội nghị chống tham nhũng, trên truyền thông báo chí cả nước, trong các cuộc vận động tại các địa phương.